Tôi sẽ đến dành phần thiên tâm của chúng ta đi ạ. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhau đến với chúc đèn bầu trời tại chùa Mỹ đầu tiên, quan sát về phía sâu thẳm này. Kính thưa quý vị, chúng ta đang chờ đón sự xuất hiện của một bạn chiến sống mồi đầu tiên được mệnh danh là một trong những bạn chiến sống mồi với lực dàn dẹp nhất của ma quỷ. Và tôi là một khách đến Diều Hầu Cát Hồng. Diều Hầu Cát Hồng là một trong những bạn chiến sống mồi với kích cỡ trung bình được tìm thấy tại Bắc Mỹ và một vật nhỏ tại khu vực